đẹp mê mẩn, mùa hoa ban lở trắng núi đồi, thời điểm lý tưởng để du lịch Điện Biên. Hoa ban bung lở ở nhiều miền tuyến đường làng bản ở Điện Biên, đẹp quá. Từ giữa tháng 3, hoa ban bắt đầu bung lở trắng muốt khắp bản làng, núi đồi, cung đường Điện Biên. Nhiều năm qua, hoa ban đã trở thành biểu tượng thương hiệu của du lịch Điện Biên, thu hút rất đông du khách khắp nơi tìm về ở mỗi độ tháng 3, tháng 4. Ở khu vực cửa khẩu tế Tây Trang là địa điểm có nhiều hoa ban nở sáng muốt, ở nhiều bức ảnh chụp về những cung đường với những bụi hoa la ban nở rất đẹp. Trên đường từ Hà Nội đến Điện Biên, du khách được chiêm ngưỡng những dạng hoa ban lở trắng bên đèo Pha Đin. Điểm cao nhất của đèo cao là 1.648m so với mực nước biển. Một bên là vách núi, một bên là vực. Đây là một trong những tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc với những cua uốn lượn theo núi đồi. Mùa hoa ban nở, con đèo hùng vĩ dường như trở nên nên thơ và mềm mại hơn. Điện Biên thì có nhiều cảnh hoa ban nằm nở ở khắp các huyện như Mường Trà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tùa Chùa. Trong thành phố, hoa cũng được trồng nhiều ở các con đường, góc phố như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ, khu vực Kim Nam, cửa ngõ thành phố Điện Biên. Trong hình là những cây ban nhiều năm tuổi tại xã Điện biên giới La Ư, huyện Điện Biên. Những cây ban rừng nhiều năm tuổi nằm giữa núi đồi đã hút chút lá hoa lở bung kết thành chùm đong đưa trong gió. Hoa ban thì gắn với văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái. Trong tâm thức người Tây Bắc, hoa ban gắn với câu chuyện kể về mối tình trong trắng thủy chung giữa làng ban và chàng cung, biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc của lứa đôi được lưu truyền từ bao đời nay. Sáng sớm tinh mơ là thời điểm hoa ban tỏa mùi hương thơm ngát. Là loài hoa này không chỉ đẹp mà qua bàn tay khéo léo của người Thái, những rút búp hoa lá non của cây ban đều trở thành món ăn ngon độc đáo. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa núi rừng, tỉnh Điện Biên thường tổ chức lễ hội hoa ban vào tháng 3 hàng năm. Lễ hội hoa ban năm 2004 thì đón hơn 80.000 khách tới Điện Biên. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 140 tỷ đồng. Đây là cơ hội quảng bá điểm đến du lịch, thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, Điện Biên nắng nhiều, nhiệt độ trung bình dao động là 21 đến 23 độ C, là thời điểm lý tưởng để khu